Xin kính chào khán giả của Nghị Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay thì cảnh sát Canada đã bắt giữ người biểu tình trạng cỡ, cản trở giao thông ở cầu biên giới. Cảnh sát ở Canada vào hôm Chủ nhật hôm nay ngày 13 tháng 2 đã giải tán và bắt giữ những người còn cản trở giao thông quanh cây cầu biên giới Mỹ và Canada chấm dứt cuộc biểu tình chống các biện pháp giới hạn liên quan tới đại dịch Covid-19, nhưng đã gây xáo trộn sản xuất ở cả hai quốc gia và làm thiệt hại nền kinh tế. Bản tin khoảng thông tấn AP nói rằng trong khi đó, chính chức công lực ở thủ đô Ottawa chưa có biện pháp gì đối với đám đông biểu tình lớn hơn đang chiếm đóng khu vực trung tâm thành phố các cơ quan công lực ở cấp địa phương và quốc gia đã thành lập trung tâm hành quân hỗn hợp tại Ottawa, nơi có khoảng 4.000 người biểu tình làm tê liệt trung tâm, khiến dân chúng giận dữ vì cho rằng không có sự quan tâm của nhà cầm quyền, đồng thời cũng tạo thêm áp lực để khiến Thủ tướng Justin Trudeau phải có hành động. Các cuộc biểu tình ở Canada cũng khuyến khích các nơi khác trên thế giới có phản ứng tương tự với đoàn xe Pháp, New Zealand và Hòa Lan. Bộ Đội An của Mỹ tuần này cũng cảnh báo rằng có thể đang có sự chuẩn bị của đoàn xe vận tải biểu tình ở Mỹ. Cảnh sát thành phố Windsor nói đã bắt giữ mấy người và một số xe đã bị kéo đi vào lúc sáng sớm gần cây cầu Ambassador Bridge nối liền Windsor và Detroit. Cây cầu này nằm trên đường vận chuyển huyết mạch đưa sản phẩm phụ tùng từ Detroit sang các xưởng chế tạo xe ở Canada. Hiện chưa rõ khi nào cây cầu này có thể mở cửa trở lại. Tuy nhiên, thị trưởng Windsor nói ông hy vọng sẽ làm được điều này trong ngày chủ nhật. Cảnh sát Windsor đưa ra bản thông cáo cho rằng việc thi hành luật pháp tại khu vực biểu tình sẽ tiếp tục và sẽ không dung thứ cho các hành vi phạm pháp. Mọi người nên tránh đến nơi này. Chỉ có một số ít người biểu tình ở lại nơi đây sau khi cảnh sát hôm thứ bảy yêu cầu người biểu tình rời xe pick-up và các xe khác để không cản trở giao thông. Liên quan đến phần tin khác, thì dùng súng bắn người được giảm án nhờ cha có công với cách mạng, đó là phần tin tại Việt Nam. Nhờ cha ruột có công với cách mạng, bị cáo Vũ Tuấn Dũng được tòa giảm án từ 15 năm, còn 12 năm tù với cáo buộc giết người, theo báo Giao thông vào hôm 13 tháng 2. Báo này cho biết thêm, ông Dũng, 40 tuổi, ở quận Đống Đa, có sở thích bắn chim nên đặt mua một khẩu súng hơi ở trên mạng với giá là 10 triệu đồng, cùng 1 kg đạn chì với giá 500.000 đồng sau khi có súng thì ông Dũng được ghi nhận là thường tập bắn từ phòng ngủ của mình ở chung cư 17T10 ngắm sang nóc nhà phía đối diện. Sau đó ông này chuyển sang ngắm bắn người đi đường gần chung cư à, đã khiến ba người trúng đạn bị thương ở cổ ngực và đùi vùng thắt lưng nhưng may mắn là không thiệt mạng. Các vụ bắn người này thường xảy ra vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2020. Và sau khi các nạn nhân báo cáo công an, thì những người dân sống tại khu vực cũng đã giao nộp cho nhà chức trách 12 viên đạn chì được bắn vào tường hoặc là cổng của nhà họ. Khi bắt ông Dũng, công an thu giữ khẩu súng hơi dài 76cm và 180 viên đạn chì chưa sử dụng tại căn hộ của ông này. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận là hành vi phạm tội nhưng cho rằng khi mua súng, người bán hàng nói đây là cây súng hơi mini chỉ bắn được khoảng 30 mét mà khoảng cách giữa nơi ông này đứng ngắm bắn và người đi đường rất xa nên nghĩ là không gây hại cho ai cơ quan giám định trong vụ án cho rằng khẩu súng hơi của ông Dũng tuy không phải là vũ khí quân dụng nhưng có tính năng tương tự súng săn và có khả năng gây sát thương trong phạm vi 90 đến 110 mét khẩu súng đặc biệt nguy hiểm nếu bắn trúng vào các vùng trọng yếu trên người như là ngực đầu và cổ và tuy luật ở Việt Nam nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí, nhưng người ta có thể mua súng dễ dàng trên trang mạng xã hội. Theo báo Vietnamnet, hồi tháng Giêng, ông Nguyễn Đăng Ninh và vợ Vũ Kim Hoa bị bắt vì phát livestream để rao bán vũ khí và công cụ hỗ trợ gồm có dao, kiếm, dùi cua điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cây, đèn pin chích điện. Người mua sẽ được giao hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc là gửi xe khách. Liên quan đến phần tin khác cũng ở tại Việt Nam, thì Việt Nam mở cửa hoàn toàn đường bay quốc tế trừ Trung Quốc. Từ 15 tháng 2, Việt Nam sẽ bỏ hạn chế tần suất bay quốc tế, nghĩa là các chuyến bay thương mại từ ngoại quốc đến Việt Nam sẽ được phục hồi như thời điểm trước dịch Covid-19. Theo báo Dinh, đây là tin vui không chỉ với người Việt ở hải ngoại có nhu cầu về nước mà cả với các ngành nghề phục vụ khách ngoại quốc ở tại Việt Nam. Việc bỏ hạn chế tần suất các chuyến bay quốc tế cũng báo hiệu giá vé bay sẽ giảm so với những tháng qua. Người Việt ở ngoại quốc có thêm nhiều lựa chọn khi đặt chuyến bay về Việt Nam. Tuy mở cửa hoàn toàn thị trường hàng không, các quy định về nhập cảnh, phòng chống dịch đối với hành khách vào Việt Nam vẫn được thực hiện theo hướng dẫn chung của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Điều này được hiểu là những người có quốc tịch ngoại quốc nếu không có giấy miễn thị thực dạng thăm thân nhân hoặc là chuyên gia thì họ cũng chưa được lên máy bay vào Việt Nam. Các quý vị đáng lưu ý, việc triển khai các đường bay quốc tế thời gian tới vẫn phụ thuộc vào chính sách của nhà chức trách hàng không các nước. Đến nay thì Trung Quốc vẫn chưa đồng ý nối lại các chuyến bay thương mại thường lệ từ Việt Nam, trong khi đó thì các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc tuy đồng ý nối lại đường bay với Việt Nam nhưng à, hạn chế những nhóm khách nhập cảnh để phòng chống dịch. Từ hôm 1 tháng Giêng, ngành hàng không Việt Nam đã mở lại những chuyến bay thương mại thường lệ tới thị trường của Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Đài Bắc, Singapore, Úc, Nga, Anh, Pháp và Đức, nhưng vẫn hạn chế tần suất khai thác chuyến bay theo yêu cầu phòng chống dịch. Trước hành động gỡ bỏ hạn chế tần suất các chuyến bay quốc tế, chính Việt Nam cũng đã loan báo mở cửa du lịch quốc tế trước thời điểm ngày 30 tháng 3. Liên quan đến phần tin khác thì một anh ở Yemen chồng 4 quả trứng lên nhau đã phá kỷ lục của chính mình. Một người ở tại Yemen đã phá kỷ lục quốc tế khi mà chính mình chồng 4 quả trứng lên nhau mà không đổ xuống. Kỷ lục Guinness Thế giới loan báo vào hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 2, anh Mohammed Mukhel đã phá kỷ lục về chồng trứng hồi năm ngoái sau khi chồng ba quả trứng lên nhau. Và tuy nhiên thì mới đây anh quyết định cố gắng phá kỷ lục của chính mình đã trở thành à, người chồng 4 quả trứng đầu tiên lên nhau. Tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, anh chồng được 4 quả trứng. Anh cho hay trò này nhìn thì dễ nhưng làm thì không hề dễ chút nào. À, nhiều người trên thế giới không biết rằng để giữ thăng bằng là rất công phu. Anh nói với kỷ lục Guinness thế giới, giữ thăng bằng làm cho người ta mất sức và tập trung cao độ. Phần khó nhất của kỷ lục này là phải tìm ra điểm tập trung trọng lực cho mỗi quả trứng vì mỗi quả có hình dáng và bề mặt khác nhau. Anh chỉ biết thêm. Anh uh, Michael nói là anh biết được anh có tài này khi còn nhỏ và anh xem bản thân của anh là người có nhiều hoài bão và anh muốn trình diễn khả năng cho cả thế giới một ngày nào đó. Anh nói phá hai kỷ lục thật là hạnh phúc và anh đang nóng lòng thử thêm một quả nữa trong tương lai. Trong khi đó, thì doanh nghiệp nhỏ tại quận Cam có thể được trợ cấp là 2.500 Mỹ Kim. Doanh nghiệp nhỏ Orange County bị ảnh hưởng do Covid-19 có thể nhận trợ cấp là 2.500 Mỹ Kim nhờ thỏa thuận hợp tác giữa quận hạt này với vài thành phố của địa phương. Doanh nghiệp nhỏ ở tại quận Cam có thể nộp đơn xin trợ cấp từ 9 giờ sáng ngày thứ Hai ngày 14 tháng 2 đến 5 giờ chiều ngày 15 tháng 3. Tiền trợ cấp À, 2.500 Mỹ Kim này nằm trong chương trình trợ cấp chống Covid-19 cho doanh nghiệp nhỏ ở California, giới chức quận hạt cho hay. Muốn nhận được khoản tiền này, doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chuẩn như sau là cơ sở đặt và hoạt động tại Orange County, bắt đầu hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 và hiện đang mở cửa hoặc có kế hoạch mở cửa lại rõ ràng. Có thể chứng minh bị ảnh hưởng đáng kể cho Covid-19, doanh thu năm 2019 dưới 50.000 Mỹ Kim có dưới 5 nhân viên full time năm 2019 và 2020. Hiện tại có 5 nhân viên full time đến ngày 1 tháng 6 năm 2022 phải dùng hết số tiền trợ cấp này và có hóa đơn cho thấy mua sắm những gì. Từ 9 giờ sáng ngày thứ 2 ngày 14 tháng 2, doanh nghiệp nhỏ quận Cam có thể nộp đơn xin trợ cấp. Giới chức quận Hạt Loan báo họ sẽ dành những ưu tiên cho những doanh nghiệp là tiệm ăn lề đường và những doanh nghiệp bị thất thu do Covid-19. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.